các dấu hiệu làm bạn biết da mặt bạn rất nhạy cảm. Đối với các bạn gái, gương mặt là đặc điểm giúp gây ấn tượng, là nét thu hút đối với người xung quanh mà da mặt là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Da mặt là vùng da mỏng và cần được quan tâm, chăm sóc nhiều. Chính vì vậy, hiểu được đặc tính da là việc làm rất cần thiết. Có nhiều loại da như da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp hay da nhạy cảm. Hôm nay bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn cách nhận biết da nhạy cảm. Da nhạy cảm có các biểu hiện như da của bạn có phản ứng nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn có thể nhận thấy mình xuất hiện các triệu chứng để phản ứng với một số tác nhân gây ra. Các tác nhân phổ biến bao gồm xà phòng, chất tẩy rửa, nước hoa, nước hoa, sản phẩm chăm sóc da và sản phẩm gia dụng. Ngoài ra, tiếp xúc với lạnh, nắng và gió có thể gây bùng phát. Bác sĩ da liễu của bạn có thể giúp bạn tìm ra những gì bạn có thể cần tránh và chọn sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của bạn. Bạn nhận thấy một số vết đỏ. Hầu hết những người có làn da nhạy cảm đối mặt với một số mẩn đỏ. Điều này có thể ở dạng phát ban đỏ mụn đỏ, đỏ mặt và đỏ bừng, hoặc thậm chí là các mạch máu giãn ra màu đỏ được gọi là telangiectasia. Thông thường, mẩn đỏ sẽ biến mất sau khi loại bỏ chất kích ứng hoặc điều trị nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi mẩn đỏ có thể kéo dài, đặc biệt là chứng giãn da. Phương pháp điều trị bằng laser thường có thể rất hữu ích đối với những người bị mẩn đỏ cứng đầu. Da của bạn bị ngứa. Da nhạy cảm của bạn có thể thường cảm thấy ngứa và căng, đặc biệt là sau khi rửa mặt bằng các sản phẩm quá mạnh, sử dụng nước nóng có thể làm cho bệnh trầm trọng hơn bạn có thể đặc biệt thấy ngứa khi không khí lạnh và khô. Ngứa do gãi có thể dẫn đến kích ứng nhiều hơn và thậm chí nhiễm trùng. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những cách tốt hơn để ngăn chặn cơn ngứa. Bạn cảm thấy châm chích và bỏng rát. Da của bạn có thể bị châm chích và bỏng rát khi bạn làm sạch bằng hoặc thoa các sản phẩm quá mạnh đối với bạn. Điều này đặc biệt phổ biến với gel, sản phẩm có cồn và nhiều sản phẩm trị mụn hoặc chống lão hóa. Mặc dù điều này thường là tạm thời, nhưng nó có thể rất khó chịu và thậm chí gây đau đớn. Nếu có thứ gì đó khiến da bạn bị châm chích hoặc bỏng rát, hãy loại bỏ nó càng nhanh càng tốt và rửa sạch bằng nước mát. Da của bạn khô. Mặc dù những người có làn da nhạy cảm có thể gặp vấn đề với mụn, nhưng họ thường bị khô cơ bản thay vì nhờn. Da quá khô cũng có thể là một nguyên nhân gây da nhạy cảm, vì da quá khô không bảo vệ tốt các đầu dây thần kinh trên da. Bạn sẽ gặp nhiều vấn đề hơn với da khô khi thời tiết khô lạnh và khi tiếp xúc với gió. Sử dụng kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng và bảo vệ da khỏi các yếu tố có thể giúp chống lại nó bạn thường bị phát ban da nhạy cảm có thể phản ứng với phát ban đỏ khô bong chóc hoặc cô ghề khi tiếp xúc với yếu tố kích hoạt điều này đặc biệt đúng đối với các sản phẩm còn sót lại trên da của bạn chẳng hạn như kem dưỡng da mặt bạn có thể phát ban rất nhanh sau khi tiếp xúc phát ban có thể gây khó chịu khó coi và cứng đầu tuy nhiên nếu bạn bị dị ứng với thứ gì đó nó còn nghiêm trọng hơn da nhạy cảm bạn có thể cần điều trị theo toa để thoát khỏi phát ban do cả kích ứng hoặc dị ứng bạn dễ nổi mụn nếu bạn có làn da nhạy cảm bạn có thể bị nổi mụn trông giống như mụn trứng cá với mụn đỏ và mụn mủ bạn có thể thử dùng sữa rửa mặt hoặc kem trị mụn để điều trị mụn chỉ để thấy rằng nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn may mắn thay bác sĩ của bạn có thể giúp phân loại và đưa bạn đi đúng hướng nếu bạn có làn da nhạy cảm và bị mụn trứng cá bạn cũng có thể cần đến sự trợ giúp của bác sĩ để tìm ra những sản phẩm phù hợp giúp da luôn thông thoáng mà không gây kích ứng da của bạn bị bong chóc đặc biệt nếu bạn có làn da khô bạn có thể gặp phải tình trạng bong chóc nhiều thậm chí bong chóc điều này có thể khiến bạn xấu hổ và đôi khi trông giống như gầu nếu vết bong chóc sâu hoặc nếu bạn gãi nó có thể để lại làn da thô đau có nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí để lại sẹo bạn dễ bị cháy nắng làn da nhạy cảm của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi tác hại của ánh nắng mặt trời nếu da của bạn đã bị kích ứng hoặc bong chóc bạn thậm chí còn có nguy cơ cao hơn bạn nên luôn thoa kem chống nắng khi ra ngoài đặc biệt là trên da mặt vì một số thành phần trong kem chống nắng có thể gây ra phản ứng dị ứng, hãy tìm những loại có thành phần oxit kẽm hoặc titanium dioxide. Bạn cũng sẽ muốn chọn kem chống nắng phổ rộng và có SPF 30 hoặc cao hơn. Giải pháp khắc phục tình trạng da nhạy cảm, da nhạy cảm tuy đồng đảnh, khó chịu là thế nhưng không phải không có cách trị. Việc chăm sóc da để thoát khỏi tình trạng nhạy cảm còn phụ thuộc vào quy trình chăm dưỡng da mà bạn lựa chọn nữa. Tuy nhiên, dù bạn chọn cách thức nào, sản phẩm nào đi chăng nữa thì bạn cũng bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh đối với da nhạy cảm việc giữ gìn chúng sạch sẽ để tránh khỏi các tác nhân bụi bẩn ở môi trường ngoài là điều đặc biệt quan trọng vốn dĩ da nhạy cảm rất dễ dị ứng với tất cả các tác nhân liên quan đến khói bụi khi đi ra ngoài bạn nhớ trang bị che chắn th kỹ lưỡng nhé thường xuyên làm sạch khẩu trang chăn cao gối đẹp ngoài việc chú trọng tránh xa các tác nhân khách quan của môi trường ngoài bạn cũng cần chủ động hạn chế các trường hợp ảnh hưởng đến da chủ quan như khẩu trang không sạch chăn cao gối nẹp đã sử dụng lâu ngày Kiểm soát chế độ sinh hoạt hàng ngày, chế độ sinh hoạt cũng giữ một vai trò hết sức chính yếu với việc cải thiện tình trạng da nhạy cảm của bạn. Mọi kết quả của việc làm đẹp luôn là sự kết hợp giữa các yếu tố bên ngoài cùng sự hỗ trợ của các chuyển biến ở môi trường bên trong cơ thể. Bạn nên xây dựng cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ tránh thức khuya, làm việc quá độ hay sử dụng các chất kích thích. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.